Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Thích Tiểu Long. Thích Tiểu Long có tên thật là Trần Tiểu Long, sinh năm 1988 tại thành phố Đăng Phong, Hà Nam. Cha của anh là Trần Đông Sơn, là một cao thủ lừng danh của phái Thiếu Lâm, nổi tiếng tinh thông 20 loại binh khí khác nhau. Mới đây, ngày 2 tháng 3, trang 163.com của Trung Quốc có bài viết về cựu thần đồng võ thuật nước này với tiêu đề "Lại lịch của Thích Tiểu Long không hề đơn giản, Hướng Hoa Cường phải nhượng bộ anh ta, Vương Bảo Cường gặp anh ta sẽ phải chào hỏi lễ phép". Theo đó, có nhiều điều thú vị liên quan tới lai lịch và trình độ cung phu của Thích Tiểu Long mà nhiều người hâm mộ võ thuật chưa hề biết tới. Theo đó, nếu để tìm ra một thần đồng võ thuật nổi bật nhất tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua thì đó sẽ không phải là ai khác ngoài Thích Tiểu Long. Đây là nhân vật nổi tiếng cực sớm và luyện võ Thiếu Lâm Tự từ khi còn nói chưa sói. Ngoài những điều này, Thích Tiểu Long còn có một lai lịch không hề đơn giản. Ngay tới những ông trùm điện ảnh có địa vị cao trong giới võ thuật Trung Quốc như Vương Bảo Cường cũng phải chào hỏi lễ phép khi gặp Thích Tiểu Long. Thích Tiểu Long bị cha ép tập võ hàng ngày từ khi còn rất nhỏ. Năm 2 tuổi, anh đã được cha gửi lên Thiếu Lâm Tự để luyện võ. Đáng chú ý, sư phụ đầu tiên đã thu nhận rồi dạy võ cho Thích Tiểu Long chính là Thích Vĩnh Tín, người phượng chủ trì Thiếu Lâm Tự. Được sư phụ Thích Vĩnh Tín và sau đó là một số cao tăng khác ở Thiếu Lâm dạy võ, trình độ võ thuật của Thích Tiểu Long tiến bộ nhanh chóng. Thích Tiểu Long đã trở thành một thần đồng võ thuật tinh thông nhiều công phu khác nhau của bản môn. Anh sớm xuất hiện trên các chương trình truyền hình từ khi còn là một cậu bé, rồi sau đó trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Nói đến Thích Tiểu Long thì cần phải nhắc tới Vương Bảo Cường, nhân vật nức tiếng cả trong điện ảnh và võ thuật Trung Quốc. Vương Bảo Cường và Thích Tiểu Long chính là đồng môn của nhau ở Thiếu Lâm Tự. Mặc dù Vương Bảo Cường lớn tuổi hơn, nhưng xét về vai vế, anh vẫn chỉ là sư đệ của Thích Tiểu Long. Ngoài mối quan hệ sư huynh đệ thì Vương Bảo Cường đánh giá rất cao trình độ võ thuật của Thích Tiểu Long. Do vậy, Vương Bảo Cường luôn một mực tôn trọng và phải kính cẩn chào hỏi mỗi khi gặp gỡ Thích Tiểu Long. Cũng theo 163.com thì Thích Tiểu Long cũng còn có một người cha đỡ đầu là Ngô Điều, một ông trùm xã hội đen ở Hồng Kông và cũng là cổ đông lớn của một công ty điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc. Do có nhiều thế lực chống lưng nên Thích Tiểu Long đã khiến cho Hướng Hoa Cường, nhân vật giàu quyền lực ở Hồng Kông, cũng phải nhượng bộ 3 phần. Người ta nói rằng trong giới võ thuật lẫn điện ảnh Trung Quốc gần như không ai dám khiêu khích Thích Tiểu Long. Trang 163.com cho rằng với lai lịch như vậy, Thích Tiểu Long hoàn toàn có thể hiên ngang trong giới giang hồ. Tuy nhiên, Thích Tiểu Long luôn rất khiêm nhường, anh luôn dựa vào thực lực của chính mình để phát triển sự nghiệp, chứ không nhờ đến sự trợ giúp của bất kỳ ai. Ngoài việc tham gia đóng phim, Thích Tiểu Long luôn cực kỳ kín tiếng về cuộc sống đời tư. Anh chưa bao giờ khoe khoang hay đề cập tới lý lịch của mình với thế giới bên ngoài. Cho tới nay, bên cạnh vai trò là một doanh nhân và diễn viên nổi tiếng thì Thích Tiểu Long cũng là người có đóng góp lớn trong việc truyền bá võ thuật Thiếu Lâm cũng như cung phu Trung Quốc. Đáng chú ý, Thích Tiểu Long là cao thủ võ thuật hiếm hoi, chưa một lần sử dụng diễn viên để đóng thế khi quay phim. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.